Sau đây cô Tèo xin giới thiệu đến các bạn các cây đàn đã xuất hiện trong cái clip vừa rồi. Chúng ta bắt đầu khám phá thử nhé. Đây là cây đàn Yamaha BRS 550 huyền thoại. Đổi màu lên các bạn, bốn màu các bạn thấy màu đổi chéo luôn à. Huyền thoại nha các bạn nha. Tiếp theo cây đàn Roland XP30. Cây này cũng thuộc dạng huyền thoại luôn các bạn. Hai cây này đều sản xuất vào năm 1900 hồi đó. Hồi nào cô Tẹo quên mất tiêu và lâu quá quên rồi. Tiếp theo cây Yamaha S950. Tiếp theo là cây piano Roland RB30. Em cuối cùng là em Roland luôn, cây ọt Lucina AX09 của Roland. Hy vọng cái clip vừa rồi sẽ mang lại những niềm vui cho các bạn ở trong những kỳ nghỉ hè như thế này. Các bạn nếu mà yêu thích clip hãy nhấn like và đăng ký cho Cụ Tèo Piano nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.